Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Tiệm bánh mì và bánh bao, Bao & Baguette, 714-617-5611. Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi trong những phút vừa qua với Cà Phê Sáng. Và trở lại phần cuối của chương trình hôm nay thì chúng ta lại nói đến một trong những cái tai nạn máy bay mà ngày hôm qua chúng ta đã biết được ở tại tiểu bang Alaska. Xung Kịch theo dõi tất cả những sự kiện diễn biến ở tại Alaska như thế nào, thưa Xung Kịch? Thưa quý vị, theo tin vừa nhận được thì đã có 3 người đã thiệt mạng sau khi hai chiếc máy bay tham quan chở khách du lịch, tàu biển và chạm vào nhau giữa ngày thứ hai gần một thị trấn phía đông nam Alaska. 3 người khác thì thêm bị mất tích, theo như Trung úy Brian Dykens đã chia sẻ. Lực lượng bảo vệ bờ biển đã nói có một máy bay cắt lại tại chỗ và lên kế hoạch làm việc qua đêm để tìm kiếm người mất tích. Ủy ban Giao thông Quốc gia đã cử một đội điều tra ưu tú từ Washington DC đến để điều tra vụ tai nạn. Một tai nạn chết người khác cho các hành khách trên tàu du lịch tham gia các chuyến du ngoạn bên ngoài tàu đi du lịch ở Ketchikan. Chiếc phao có hành khách từ tàu Princess, Hoàng gia đã va chạm trong những trường hợp không xác định. Người phát ngôn của Cục Hàng không Liên bang Alan Kenizer cho biết trong một email gửi cho AP, máy bay nổi có tên là Ponton gắn dưới thân máy bay để chúng có thể hạ cánh trên mặt biển. 11 người đỡ trong động cơ đơn thuần của chiếc Tanqua Air de Havilland of the DC-DHC-3 khi nó đi xuống và khi trở về từ đài tưởng niệm quốc gia Misty Frost. Một phần của đây là một trong những cái khu vực của rừng quốc gia ở Tongass, một trong những cái mảnh đất mở rất là lớn nhất ở tiểu bang Alaska. 10 người đã được đi đến bệnh viện và tất cả các bệnh nhân đều ở trong tình trạng tốt. 3 người thiệt mạng và là một trong số 5 người trên chiếc máy bay thứ hai một động cơ duy nhất, The Havilland DHC-2 Bouvier cũng đã bị thương. Những người ứng cứu khẩn cấp tại địa phương đã làm việc với các cơ quan nhà nước và liên bang trên các tàu của Samaritan để giúp giải cứu cho tất cả các và nạn nhân đang bị nạn. Ngay sau đó là một ngày dài và các phi hành đoàn đã làm việc rất chăm chỉ để giải cứu cho mọi người và tìm lại người đã chết. Họ vẫn đang làm việc để tìm kiếm cũng như là phục hồi thêm 3 cá nhân nữa. Đó là Dean Dina Thomas, một phát ngôn viên của Ketchikan Gateway Broth, chính quyền địa phương cho biết vào tối thứ hai vừa qua. Như vậy là tất cả 14 hành khách đã có mặt trên các chuyến bay tham quan. Chiếc máy bay có 11 người trên chiếc máy bay khác gồm có 3 người và một phát ngôn viên của công ty cho biết rằng Taka đã đình chỉ hoạt động trong khi chính quyền liên bang đang điều tra vụ tai nạn vừa qua. Kính thưa quý vị, có lẽ nếu quý vị có điều kiện đến Alaska cũng như đến Anchorage thì quý vị có cái cơ hội để đi trên những chiếc máy bay và đáp xuống trên bờ hồ thì có thể nói đây là một trong những cái thú vị khi được ngồi trên chiếc máy bay tất cả cái động cơ bằng cánh quạt và bắt đầu chúng ta đáp xuống người sông và trong các hồ. Tuy nhiên hôm qua thì vụ tai nạn đã cho thấy một phần nào tất cả các chương trình du lịch ở tại Alaska cũng bị đình chỉ. Bây giờ thì quý vị cùng với chúng tôi trở lại Ohio. Sáng nay thì quý vị cho phép chúng tôi đưa ra một cái sự kiện rất đáng thương tâm. Và chắc mỗi người chúng ta sẽ có một cái câu trả lời riêng biệt cho mỗi người. Việc trước tiên chúng ta nói đến với một em bé mới có 14 tuổi đã bị hiếp nhiều lần bởi một chàng trai 26 tuổi. Lại nhìn Xuân Quỳnh vào thế hệ trẻ khi nghe tin đó, Xuân Quỳnh thấy như thế nào này? Rất là thương tâm thưa quý vị. Một thông tin được biết là một cô gái 11 tuổi ở Ohio đã bị cáo buộc là cưỡng hiếp bởi một người 26 tuổi rất là nhiều lần, khiến cô mang thai theo báo cáo của cảnh sát. Một đạo luật của tiểu bang được thông qua vào tháng 4 nhưng chưa có hiệu lực, nói rằng những nạn nhân như cô sẽ không thể có thể lựa chọn là sẽ được quyền phá thai. Họ sẽ phải mang thai và sinh con của kẻ hiếp dâm mình. Lẽ nhiên luật pháp là luật pháp. Luật pháp cấm phụ nữ phá thai sau khi phát hiện nhịp tim thai khoảng 5 hoặc 6 tuần mang thai, trước khi hầu hết phụ nữ biết rằng họ đang mang thai. Luật pháp không cung cấp ngoại lệ cho tội hiếp dâm hoặc là loạn luân.
Lẽ dĩ nhiên chúng ta đề cập đến một trong những cái sự việc mà ngày nay ở tại Hoa Kỳ có thể nói khó có thể tránh khỏi, vì cái sự tăng trưởng cái cơ thể của con người càng gia tăng, ngay những trẻ em có thể nói mới có 11, 12 tuổi cũng đã là một trong những mục tiêu săn mồi cho những kẻ gọi là vấn đề cưỡng bức tình dục. Cái điều ở đây chúng ta đặt ra nặng một cái vấn đề xã hội. Lẽ dĩ nhiên không ai mong muốn có vấn đề phá thai, cũng không ai mong muốn và cộng tác vào những cái việc phá thai như vậy. Tuy nhiên ở đây là cả một cái sự kiện khi chúng ta nói đến một em bé 11 tuổi. Làm sao để biết nuôi dưỡng đứa con của mình khi người con đó lại không có bố? Đúng mà rồi. Người bố là một trong những người kẻ thù của gia đình của họ. Yeah. Và nhưng đứa nhỏ vô tội sinh ra để chịu một cái cảnh có thể nói rằng khổ tâm, không biết người bố mình ở đâu và cái kẻ người bố đó là kẻ thù của gia đình mình thì làm sao sống được. Đây là một trong những sự kiện. Lẽ dĩ nhiên chúng ta đưa ra nhiều cái quy định, nhiều cái luật, nhiều cái điều để bảo vệ con người, khi chúng ta cũng đem nhiều người phạm tội đi ra giết mà. Chúng ta những người bị phạm tội có thể nói cũng án tử hình đối với họ, cũng lấy đi mạng sống của họ. Trong lúc chúng ta giữ một cái mạng sống để rồi cả một cái cuộc đời của cô bé đó có thể nói rằng là sống có thể rất là đau khổ. Trong một email gửi cho một cái công ty truyền hình thì ông gọi là tổng trưởng lý của Ohio có tên là David Dodd. Ông đã tuyên bố rằng ông đã bảo vệ luật khi được hỏi liệu luật có được áp dụng trong trường hợp này hay không. Đôi khi sự phát triển của luật đòi hỏi những bước đi táo bạo, đó là lời của ông Josh viết. Trong 46 năm qua thực hành y học đã thay đổi, khoa học đã thay đổi, ngay cả quan điểm và khả năng tồn tại cũng thay đổi, chỉ có luật pháp bị tụt lại phía sau. Ông ta phải nhìn nhận tất cả mọi sự việc đều có sự thay đổi, tuy nhiên luật pháp thì phải tụt lại ở phía sau. Khi ký dự luật thống đốc tiểu bang Ohio, ông Michael DeWine đã tập trung vào các quyền của thai nhi. Chức năng thiết yếu của chính phủ là bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất trong số chúng ta, những người không có tiếng nói, đó là thai nhi. Và ông nói vai trò của chính phủ là để bảo vệ cuộc sống từ đầu đến cuối. Mặc dù đứa bé 11 tuổi trong trường hợp này sẽ không phải là tuân theo những luật chờ xử lý của tiểu bang. Hàng ngàn phụ nữ khác trong tương lai sẽ như vậy. Hơn 4.000 phụ nữ đã bị ám hiếp tại Ohio vào năm 2017, theo dữ liệu cho FBI tổng hợp. Trong đó có hơn 800 nạn nhân đã là một vị thành viên trong gia đình các hành hung. Trong tương lai, nếu phụ nữ mang thai do những tội ác như vậy, cái gọi là hóa đơn nhịp tim thai của Ohio sẽ cấm họ nhận được phá thai bất cứ lúc nào sau khoảng 6 tuần trước khi hầu hết các phụ nữ biết rằng họ đang mang thai. Đây cũng là một trong những cái vấn đề rất là quan trọng. Một báo cáo sự việc được nộp bởi ngày 29 tháng 4 bởi Sở Cảnh sát địa phương phản ánh một cuộc phỏng vấn với một nhân viên của trung tâm chăm sóc thai nhi, người dường như đặt một số trách nhiệm vấn đề nạn nhân hiếp dâm 11 tuổi này. Cô ấy là nổi loạn. Đây là một sự nổi loạn và theo báo cáo của cảnh sát là từ chối nghe lời mẹ và chạy trốn khỏi nhà mọi lúc. Bây giờ thì cô này có thể nói là ở trong cái tình trạng không control được nổi loạn và bỏ nhà đi lúc nào không biết. Mọi báo cáo sự cố riêng biệt không xác định đầy đủ tên tuổi của nạn nhân cũng như địa chỉ nhà của cô ấy, mặc dù nạn nhân là một trẻ vị thành niên. Những nỗ lực của tất cả các công ty truyền hình để tiếp cận gia đình của nạn nhân 11 tuổi này đã không được thành công. Và họ không thể xác nhận tình trạng mang thai của cô hoặc gia đình sẽ theo đuổi những cái lựa chọn này. Đây là một trong những sự kiện rất là khó khăn, thưa Xuân Kình. Yeah. Cái bản báo cáo thì họ cho thấy rằng là vụ hiếp dâm không phải là một vấn đề cưỡng bức. Các bác sĩ cũng giống như sĩ quan cảnh sát tìm thấy nạn nhân tại nhà của kẻ hiếp dâm được cho là của cô. Đó là Jean Leon Gomez. Sau khi gia đình cô báo cáo rằng cô đã rời khỏi nơi cư trú mà không có sự cho phép của mẹ cô, đêm đó Leon Gomez bị bắt. Và sau vụ bắt giữ, báo cáo của cảnh sát nói rằng nạn nhân hiếp dâm 11 tuổi đã được tư vấn về hành vi phạm pháp của họ cô. Tuần trước, Leon Gomez đã bị tòa án hạ sang truy tố về tội hiếp dâm và cản trở hoạt động kinh doanh chính thức, đã bị giữ trong một trái phiếu trị giá 1 triệu đô la. Theo tài liệu của tòa án cho biết thì ông ta đã đóng bail và dự án này dự kiến sẽ bị buộc tội vào ngày 20 tháng 5 tới đây. Đây là một sự kiện có thể nói ra làm rất đau lòng, nhưng mà nếu nhìn chung lại tất cả những sự kiện này thì có thể nói cũng rất có thể dễ dàng xảy đến tại Hoa Kỳ. Vì đến bây giờ tất cả các trẻ em cứ khoảng dưới 13 tuổi với một cái thể hình và mới cái sự đòi hỏi trong cái cuộc sống này thì cũng có thể có những cái sự liên hệ với những cái người mà lợi dụng cái tình trạng đó để cưỡng bức tình dục. Nhưng cái vấn đề là xã hội
tất cả những cái hoạt động của xã hội. Chúng ta ngày nay cứ nói nhiều đến chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia, bêu xấu người này, bêu xấu người kia, đánh phá người này, đánh phá người nọ. Nhưng cho chúng ta quên rằng chúng ta đang sống trong một cái xã hội mà có nhiều điều chúng ta cần phải theo dõi, chúng ta cần phải đặt quan tâm nhiều hơn. Đó là vấn đề tâm lý trạng tất cả các em của chúng ta hiện nay đang có thể nói là rất là cô đơn, không có ai hướng dẫn. Vâng, kính thưa quý vị, đó là một vài sự kiện sáng nay Cà Phê Sáng chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Hy vọng quý vị vẫn giữ 56.7 để cùng với Hoàng Trọng Thị và Thảo Yên qua Thời sự Thế giới. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.